Chuyện gì vậy? Bà má nói đi. Bà Chính à. Tức là như vậy, bây giờ thế gian này đúng là sai đến quá đáng, khó phân thật và giả, lòng người nhiều hiểm trá. Hả? Những thứ này nhìn vào là biết ngay là vu oan giá họa, là đồ giả, có đúng không? Đúng không? Có thể nhìn thấy rất rõ ràng, thay hình đổi dạng, vu oan giá họa. Những hành vi bỉ ổi vô sĩ này á, anh sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ qua vậy đâu. Nói cho em biết, anh nhất định phải kiện ổng hăm dọa, lừa gạt, tốn tiền. Gọi cho Donald, anh nhất định phải bàn bạc lại với cậu ta, làm sao kiện tên đần này, kiện đến hắn mọt gông. Anh nghe chị Ái nói trước đi. Không phải em chứ, em muốn con nó nói cái gì chứ? Em muốn nó nói đây là thật hay sao? Hả? Nó giật chồng người ta sao? Nó là người thứ ba sao? Phải. Dì Ái còn nói gì vậy hả? Hình này không bị cắt xén gì hết, không hề thay đổi hình dạng gì, tất cả đều là thật. Con đang nói cái gì vậy dì Ái? Con à, cái này không phải là thật đâu, cái này là giả thôi. Con mau lớn tiếng nói với bà, đây là giả, con nói đi, nói. Đây là thật. Con ơi là con không được làm vậy đâu. Người ta có vợ rồi còn có con nữa. Làm phụ nữ hèn nhất là làm người thứ ba của người ta, phá hoại gia đình người ta, giật chồng người ta. Đừng nói con nó như vậy, nhìn sao đã biết không liên quan đến nó rồi, tại con nít thôi. Thực tế nó không phải là con người mà, hả? Mặc bộ đồ vest tỏ vẻ lịch sự hay sao, lúc nào cũng đeo chiếc nhẫn, nói cho người ta biết, hả? Nó yêu gia đình lắm, nó chung tình lắm, già như dạng Lý Trường Thành vậy, có đúng không? Đeo chiếc nhẫn chứng tỏ điều gì? Cậu Cửu đã nói nhiều lần lắm rồi, chân ngôn chính chữ, không chủ động, không từ chối, không trách nhiệm. Uổng công nó học hành nhiều như vậy, học cái gì chứ? Còn đòi dạy người ta, dạy hư con người ta, đi chết đi. Đừng nói nữa, anh Ninh không phải hạng người như vậy. Con cũng không phải thiếu nữ ngây thơ. Con thật lòng yêu anh ấy cũng rất yêu con. Chẳng qua anh ấy có gia đình thôi mà. Thôi đi, có gia đình tức là có gia đình. Con không thể làm như vậy, con không thể làm như vậy. Má đừng có lo cho con nữa. Bây giờ con có giết người phong quả đâu, con chỉ yêu một người thôi, tại sao lại không được chứ? Dì Ái à, con có suy nghĩ hay không? Nếu cậu ta thực sự yêu con, cậu ta thương con, cậu ta đâu đành lòng để con làm kẻ thứ ba chứ. Con đừng dại quá mà dì Ái. Dì Ái, dì Ái à, anh Chính à, sao vậy? Ngồi xuống, ngồi xuống. Sao vậy anh?